Dạ, ưu điểm của em thì dễ thương, ngoan lễ phép và dễ khóc lắm, khóc từ sáng đến chiều cũng được. Em tên là Xuân Trinh, em năm nay 23 tuổi, em đến từ Đồng Nai và hiện tại em đang là tiếp tân kim hành chính văn phòng cho một công ty thức ăn chăn nuôi. Bạn nam. Bạn nam. Dạ, em tên là Trần Hoàng Thiện, em sinh ra lớn lên tại Đắk Lắk, hiện tại em đang học tập và làm việc tại quận 7. Năm nay em 25 tuổi. Thôi để mình hỏi bạn nữ trước đi. Em có thể giới thiệu một chút xíu về năng lực của mình trước. Dạ, em giới thiệu ưu điểm của em trước là hiền, dễ thương, ngoan, lễ phép. Và nhược điểm thì khá là nhiều. Em khó ăn lắm, rồi dễ khóc lắm, khóc từ sáng đến chiều cũng được. Chuyện gì mà phải khóc từ sáng đến chiều? Giống như là em coi phim đi, em thấy cảm động xong cái em ngồi em khóc, khóc mà khóc tức tưởi luôn. Rồi 3-4 tháng sau mà em nghĩ lại cái bộ phim đó mà đúng vào cảm xúc em tiếc. Chị không tin là tại sao em phải cần nhờ đến chương trình. Tại em học ngoại ngữ nên là bạn nam thì ít lắm, toàn là nữ không à. Rồi em cũng khó tính một chút. Với lại em có một đứa em trai là mới 4 tuổi thôi. Đi đâu cũng kè kè thôi em hết. Rồi em ở nhà là em chăm ăn uống ngủ nghỉ hết. Nên là nhiều khi người ta nhìn vô ta tưởng em có con rồi. Ồ, 20 mấy tuổi, 23 tuổi mà em trai mới 4 tuổi à? Dạ. Hay quá ha. Đó là lý do bạn ấy ế. Còn bạn lý do nào mà ế? Xung quanh cái môi trường của em làm việc học thì cũng nhiều bạn nữ rất là dễ thương. Nhưng mà cảm giác yêu là không có. Không có luôn, cảm giác. Dạ. Vậy thì bạn cần tìm cái người nào để đúng cảm giác như bạn? Cái mối tình đơn phương của em á đến rất là bất ngờ. Tức là em học trên trường và em thấy bạn đó là lạ. Là lạ tự nhiên cái mình nhớ người đó hoài á. Vì thì bạn có một cái tiêu chuẩn nào chứ không lẽ mình thấy là lạ là mình thương? Dạ, tiêu chuẩn của em thì người bạn nữ vui tính, hòa đồng. Nói chung là tiểu thư mà không tiểu thư. Em nói rõ chi tiết xíu đi, em bên đây hoang mang quá. Dạ, có những bạn nữ thì xuất thân gia đình cũng có giáo dục gia giáo, có điều kiện đó. Nhưng mà ra đường người ta rất là sống hòa đồng, rất là gần gũi với bạn bè. Em thích những người bạn nữ đó. Tôi hiểu rồi, tức là tiểu thư mà không tiểu thư. Thế bạn nữ mình có mối tình nào chưa? Dạ, em trải qua 2 mối tình rồi. Một mối tình thì hồi năm lớp 9 lận. Còn mối tình thứ hai thì cách đây 2 năm. Thì ảnh hơn em là tới 10 tuổi lận. Nên là cái quan điểm nhiều khi nó cũng hơi bất đồng với nhau á. Giờ 2 tuổi là vừa không? Dạ được. Nhưng bây giờ đối với mối tình này em muốn là bao giờ mới cưới được? Dạ thì em cũng chia sẻ với bạn nam luôn á, là bây giờ em đang đi làm nhưng mà em cũng có ý định là sẽ đi du học. Thì không biết là bạn nam thấy làm sao? Căng rồi nha. Căng à. Dạ, người bạn nữ có chí cầu tiến thì em cũng rất là ủng hộ. Nhưng mà còn phải xem thử người ta đi về đi bao lâu rồi về. Chứ em sợ là người ta ra ngoài đó rồi cái suy nghĩ người ta thay đổi á. Đúng rồi, ta nói xa mặt cách lòng đó. Dạ, cái này em chỉ mới là dự tính thôi chứ em cũng chưa có chắc là sẽ đi hay không. Được rồi, nếu mà về anh xem lại anh đi theo em được thì đi luôn. Ủa? Trời ơi, vụ này vui à. Anh này tôi chịu à. Rất là dễ thương. Dạ, em chào chị. Đi du học luôn. Có thể mình không cần thiết phải ra ngoài để đi học. Có thể đi làm hoặc là đi du lịch hay cái thứ gì đó. Đúng rồi, có nhiều việc mà. Cô này cô nói vậy thôi, hiểu không? Chứ thật ra nhiều khi kéo màn lên là bỏ ý định du học. Đó, ăn thua là cái năng lực của em thuyết phục làm sao, cái tình yêu. Kéo màn lên bỏ đi du học đó. Có nóng tính không? Dạ có. Có ghen không? Xưa thì em có ghen. Mà đã lâu lắm rồi chứ có bạn gái nên không biết mình có. Bây giờ ví dụ như mà tình cờ đang chạy trên đường thấy bóng dáng một anh nào đó chở một cô mà y chang cô bạn gái của mình, lúc đó em sẽ xử trí như thế nào? Lúc đó em trước tiên em sẽ xem cái người bạn trai là ai đã. Rượt theo, dí theo. Nếu mà mình thấy bình thường quá thì thôi kệ, đi đâu đi. Đó là nghĩ thôi, chứ còn khúc đó là chạy vô dí ép xe tấp vô lề. Làm dữ vậy? Tôi biết mà. Người ta cứ bình tĩnh chạy theo, xong đi chạy đi ngang á, chào em khỏe không? Rồi thôi đi về. Như vậy nó hay hơn. Rồi từ từ tính. Bạn nữ có sợ bạn nam mà ghen như vậy, bạn có chấp nhận không? Dạ, ghen nhưng mà có mức độ thôi, tại vì em cũng hay ghen. Em cũng ghen? Dạ. Em ghen sao? Ví dụ như là bạn trai mà đi chơi với em mà có tin nhắn hay là điện thoại đến mà không bắt máy hay là không nhắn tin mà dấu dấu giếm giếm là em nghi ngay gì? Mà nghi là em làm gì? Em hỏi, em kêu cho em đặt tin nhắn với. Người ta không cho. Giận. Cái vụ tin nhắn này căng nha, để tôi hỏi vụ tin nhắn này kìa. Dạ, nhưng mà dạ. Chào em. Dạ. Cái điện thoại là một cái vật vô tri vô giác. Mà đôi khi chính cái điện thoại đó nó làm tan rã nhiều mối tình. Vậy thì cái chuyện đây hết sức là nhạy cảm. Không, cái này là khi nào mà em thấy là nghi lắm á thì em mới đạp, chứ còn bình thường em sẽ không đụng vào điện thoại của bạn trai em. Không, dễ thương. Anh nơi kia cũng dễ thương lắm. Dạ. Dễ thương lắm. Anh chào em. Dạ. Anh có quà tặng em. Dạ rồi, em cảm ơn. Dạ.
cảm nhận về nhau thế nào khi mà bức màn kéo lên? Đầu tiên khi thấy em thì em rất là dễ thương. Anh hỏi em, muốn hỏi em câu đơn giản, em thấy anh có đen không? Dạ, không đen lắm. Mà anh thấy em bình thường hay là lạ? Em thì hơi là lạ. Gần được lạ rồi đó. Lạ là sao anh? Lạ là hiếm thấy đó. Hiếm thấy về vấn đề du học của em thì sao anh? Chắc mình còn phải bàn lại đó. Nếu nói bây giờ mà sau này mình làm không đúng như vậy thì nó kỳ lắm. Dạ. Bạn trai làm gì nữa không? Đàn sáo, ca hát, nhảy này kia. Thôi ca đi, giờ đứng lên ca một bài cho nó bây giờ tỉnh ca lên. 2, 3, bắt đầu. Từ khi quen em, anh đã biết bối rồi. Vì những lúc thoáng ngã em cười, anh đã biết con tim yêu em mất rồi. Này người yêu ơi, xin em chớ quên. Mùa xuân trên cao, ngàn hoa lá lấp lánh nắng. Nụ hôn thơ ngây chào em rồi. Em yêu kiều thiết tha, cho tình đắm say. Cuộc tình ở dài lâu, ngủ say, vòng tay em ai. Dạ thôi. Trời ơi. Tôi tưởng nó quá. Đang nhìn hát, nhưng quay qua hát sau lưng người ta là vậy sao? Vậy là sao? Thí dụ như là vòng tay em ái rồi hay là gì, tôi chờ đợi. Tôi né qua một bên rồi, không làm được gì hết trơn. Dạ, trong kịch bản ở nhà thì em làm nhiều thứ lắm mà. Làm gì đâu, kịch bản sao, nói thử nghe kịch bản là. Mấy nay em nhà em ráng nâng tạ. Để mà tí hát em nâng bạn lên. Nâng bạn lên quay vài vòng cho nó hợp với cái bài hát. Giống như làm trường đúng không? Dạ. Thôi. Ấm được dễ thương mà. Quá dễ thương. Hồi nãy rung quá đúng không? Cảm nhận của em sao về giọng hát của ảnh? Dạ hay nhiều tài liệu. Cái này em mà quen chứ em giữ hơi bị mệt. Ta không tin em kìa, ta sợ giữ mệt kìa. Cái mối tình đầu của anh là rất là lâu rồi. Tới bây giờ thì cách cũng phải hơn 4 năm rồi. Thì rất là khó để mà mình tìm được người bạn gái. Bởi vậy cho nên khi mà anh tìm được rồi, anh sẽ không có dễ mà buông lơi hoặc là mình đi tìm cái mối tình khác. Cho nên thì nếu mà sau này mình có tiến xa thì em cứ yên tâm. Sau này có chuyện gì á thì lỗi lầm anh sẽ nhường cho em chứ không phải là của anh. Ủa gì vậy? Là gì? Là sao? Câu gì vậy? Có lộn lỗi không? Lỗi lầm em sẽ nhường cho em. Hả? Có chuyện nói lộn á. Là sao? Là sao? Lộn rồi ông ơi. Ý em câu hồi nãy em nói á, tức là khi nào mà ví dụ như sau này mình không đến được với nhau á thì cái câu mà nói lời ra đi á sẽ nhường lại cho bạn gái nói trước. Cái của em là vậy. Cái câu của em muốn thuyết phục bạn gái em phải nói vậy nè. Nếu hai đứa mình mà có đi xa hơn nữa thì sau này anh chắc chắn với em, nếu chúng ta có chia tay thì cái người gây ra lỗi là em chứ anh là không bao giờ. Nói như vậy thì là mới từ người ta mới tự tin. Dạ cảm ơn chị. Anh không bao giờ gây ra lỗi đúng không? Chỉ có em là người gây nói ra lỗi vậy nghe cho được chứ lỗi lầm em cánh không cảm ơn. Nói vậy thôi. Bên đàn trai hơi bị bối rối chút. Đông đông thằng nữ mình trấn áp vậy thôi. Chứ em nhìn đi, đó trên cái miệng cái mục ruồi ngay đó kìa. Rồi cái tướng tá mà mấy người đẹp trai ta gọi là đông doanh á, nghĩa là hay rồi điệu lắm rồi. Thêm cái mục ruồi này. Bên đây có mục ruồi, bên kia cũng có mục ruồi vậy. Mục ruồi duyên em. Bên đây cũng dễ thương mà. Ghê gớm theo dữ cũng mệt mỏi lắm đó. Nhưng mà anh nói em nghe nha, theo anh đoán á là bên kia có thể là kèo trên đó nha. Kèo trên. Sắc sảo lắm đó. Cái này thì em không có lo. Sao vợ mà nắm hết được không? Nắm gì anh? Nắm hết. Nắm đầu á. Nắm quyền lực trong gia đình đó hả chị? Nắm cái gì? Ông nghĩ nắm cái gì? Dạ cái đó thì chắc chắn là sau này mình sẽ nam nữ thì nó cân bằng thôi. Chứ không có, anh không có dám nói là anh gia trưởng cho gia đình. Nhưng mà anh nghĩ là anh cũng không có đến nỗi mà để em phải gánh vác gia đình hay gì đó. Vậy đó. Thôi nói hồi không có bậy như vậy đó. Rất là dễ thương. Có một chút bối rối không hề nhẹ. Nào, để tay lên. Suy nghĩ thật kỹ nha. Hồi nãy giờ là những giây phút có cười, có lắng động. Với đàn trai là hơi bối rối vì suy nghĩ đấy. Của ấy và sự sắc sảo của ấy. Chúng ta suy nghĩ và chờ đợi trong vòng 3 tiếng đêm. 1 2 3 Hết thời gian. Đẹp, rất đẹp. Đẹp đôi quá. Làm gì đứng nghiêm vậy? Nắm tay bạn gái. Cho anh xin phép nắm tay em. Dạ. Nhảy ra thì cũng xin hôn quá nhưng mà thấy ngại quá. Gì đâu ngại. Gì đâu ngại.
Dạ thôi nắm tay được rồi anh. Nắm tay rồi tí mèo ạ. Vậy là có kịch bản ở nhà hết rồi. Kịch bản có một cái kết rất là có hậu. Chúc hai bạn hạnh phúc.